Vào ngày hôm nay, Tòa án Nhân dân TP HCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm đấu thầu đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế, Công ty AIC, Trung tâm Công nghệ Sinh học và Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM. Trong vụ án này, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Tổng Giám đốc Công ty AIC, Trần Mạnh Hà, Phó Tổng Giám đốc Công ty AIC, Trần Đăng Tấn, Trưởng Văn phòng Đại diện AIC tại TP HCM bị xét xử về các tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Dương Hoa Sô, cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ Sinh học TP HCM bị xét xử về tội nhận hối lộ. Bà Trần Thị Bình Minh, nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM và ông Phan Tất Thắng, Phó Trưởng Phòng Kinh tế Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cùng bị xét xử về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Các bị cáo còn lại bị xét xử về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Theo cáo trạng, vào tháng 7 năm 2014, Trung tâm Công nghệ Sinh học TP HCM được phê duyệt dự án mua sắm trang thiết bị 12 phòng thí nghiệm. Do có quen biết từ trước, bà Nhàn đã gợi ý và được ông Sô chấp thuận sẽ tạo điều kiện cho công ty AIC tham gia trúng các gói thầu cung cấp thiết bị cho 12 phòng thí nghiệm này. Sau đó, bà Nhàn chỉ đạo Hà, Tấn làm việc với từng cá nhân thuộc Trung tâm Công nghệ Sinh học TP HCM, đảm bảo cho AIC và các công ty do AIC chỉ định được trúng thầu như đã thỏa thuận. Việc thông thầu của ông Sô và thuộc cấp đã giúp cho AIC trúng 8 gói thầu, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 94,6 tỷ đồng. Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra từ ngày 10 tháng 7 đến ngày 12 tháng 7. Tiếp tục với thông tin bắt giữ các vụ án ma túy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La vừa phối hợp với Công an huyện Mộc Châu phát hiện và bắt quả tang một đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy. Vào ngày 9 tháng 7, tại quốc lộ 43 thuộc Bản Phát, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, đồn biên phòng cửa khẩu Lóng Sập, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La phối hợp với Công an huyện Mộc Châu thực hiện nhiệm vụ đã bắt quả tang đối tượng Thào A Chư, sinh năm 1984, trú tại bản Hủy Nhả, xã Phiêng Cầm, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tăng vật thu giữ là 1,1 kg nhựa thuốc phiện, một xe máy, một điện thoại di động và hiện lực lượng chức năng đang điều tra theo thẩm quyền. Trong quá trình tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, Tổ công tác 161 Công an tỉnh Ninh Bình đã bắt giữ được đối tượng có hành vi tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy. Quá trình kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trong cốp xe của Hoàng Văn Trọng có 2 túi bột màu trắng là ma túy kentamin, 3 viên bột nén màu xám là ma túy tổng hợp dạng kẹo. Trọng đã mua số ma túy trên của một đối tượng tại thành phố Ninh Bình với giá 3 triệu 500 nghìn đồng về để sử dụng. Từ lời khai của Trọng, lực lượng công an đã phát hiện bắt giữ Nguyễn Văn Toàn là người đã bán ma túy cho Hoàng Văn Trọng. Trong quá trình bắt giữ, cơ quan công an thu giữ trên xe của Toàn 2 túi kentamin Toàn đang mang đi bán cho khách. Thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Văn Toàn, cơ quan công an tiếp tục thu giữ 1 túi kentamin, 7 viên nén màu xám và cân tiểu ly. Nguyễn Văn Toàn khai đây là ma túy đối tượng dùng để sử dụng cho bản thân và bán lại cho khách kiếm lời. Thời gian gần đây, tại các địa phương trên cả nước đã liên tục bắt giữ được các đường dây cá độ bóng đá trực tuyến với quy mô lớn. Và mới đây nhất, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp với lực lượng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an đã triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng với số tiền ước tính hàng chục tỷ đồng. Trước đó, lực lượng Công an phát hiện trong thời gian diễn ra giải vô địch bóng đá châu Âu, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hình thành một đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng. Trang web www.bóng88.com với số tiền giao dịch ước tính hàng chục tỷ đồng. Sau quá trình thu thập các thông tin, tài liệu, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục An ninh mạng, Phòng chống tội phạm công nghệ cao và Công an huyện Tân Phú đã bắt giữ 12 đối tượng có liên quan trong đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá. Về cái thủ đoạn của các đối tượng hoạt động là lợi dụng cái không gian mạng, cho nên là các đối tượng nó sử dụng các cái thủ đoạn rất là tinh vi để đối phó với cái hoạt động điều tra và truy xét của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, bằng các cái biện pháp nghiệp vụ và phối hợp nhịp nhàng giữa nhiều cái lực lượng, nên là chúng tôi đã truy vết và chúng tôi đã tiến hành đấu tranh triệt phá thành công các cái băng nhóm hoạt động cá độ đá banh. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các cái đơn vị chức năng để ra soát và lên danh sách đấu tranh với các cái băng nhóm đối tượng hoạt động đánh bạc ở trên địa bàn tỉnh và tiếp tục quyết liệt đấu tranh với cái loại tội phạm này để đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định tạm giữ hình sự 10 đối tượng để tiếp tục điều tra về hành vi đánh bạc, gồm Nguyễn Vương Trung, Trần Bình Thành, Nguyễn Trí Thanh, Nguyễn Minh Luân, Nguyễn Minh Chiêu,
Phan Văn Chấm, Huỳnh Thế Vinh, Trần Văn Hưng, Lê Đức Hân và Nguyễn Văn Hiếu. Theo điều tra ban đầu, từ đầu mùa giải Euro 2024 đến nay, các đối tượng cầm đầu đã mua tài khoản cá độ bóng đá với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng. Sau đó các đối tượng phân bổ chia nhỏ nhiều tài khoản với hạn mức nhỏ hơn cho các đại lý khác nhau để tổ chức lôi kéo nhiều người chơi tham gia cá cược nhằm thu lợi bất chính. Em lấy trang của chị Ngân á, trang bằng chị Ngân giao cho bên em. Em mua logo này thì em thích trang nào, em thích trang nào thì em đánh vô trang đó. Cụ thể thì anh thua thắng hay là từ Euro như anh đã thắng được bao nhiêu lần? Dạ, em cũng không nhớ thắng thua bao nhiêu trận, nhưng mà em có chuyển cho chị Ngân là 32.500.000. Qua thống kê, từ ngày 14 tháng 6 cho đến khi bị bắt, tổng số tiền giao dịch trong đường dây cá độ bóng đá nói trên đã lên tới hàng chục tỷ đồng. Hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra mở rộng. Công an tỉnh Đồng Nai cũng kêu gọi các đối tượng có liên quan trong đường dây đánh bạc nói trên nhanh chóng ra trình diện trước cơ quan công an để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Cũng liên quan đến hành vi đánh bạc, một điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền qua mạng internet có liên quan đến 16 đối tượng vừa bị công an huyện Đông Hải tỉnh Bạc Liêu đấu tranh triệt xóa. Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an huyện Đông Hải đã phát hiện bắt quả tang 16 đối tượng đang tham gia đánh bạc dưới hình thức đá gà thắng thua bằng tiền qua mạng Internet tại một căn nhà trên địa bàn ấp Doanh Điền, xã Điền Hải, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu. Tại hiện trường, lực lượng công an đã tạm giữ 15 điện thoại di động, số tiền gần 9 triệu đồng cùng một số tang vật có liên quan. Hôm nay, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa khám xét khẩn cấp hai địa điểm trên địa bàn thành phố Huế, bắt giữ nhóm 7 đối tượng sử dụng mạng viễn thông thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy. Các đối tượng trên đều có hộ khẩu thường trú tại thành phố Huế. Quá trình điều tra ban đầu xác định, từ tháng 1 năm 2024 cho đến nay, nhóm 7 đối tượng này đã thuê tại nhà hai địa điểm trên địa bàn phường. Thuê nhà tại hai địa điểm trên địa bàn phường Xuân Phú, thành phố Huế để sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác bằng thủ đoạn chiếm quyền đăng nhập tài khoản Facebook, sau đó nhắn tin mượn tiền rồi chiếm đoạt của hơn 200 bị hại trên cả nước, số tiền chiếm đoạt từ 1 đến 30 triệu đồng mỗi người. Tổng số tiền mà nhóm đối tượng trên chiếm đoạt là hơn 3 tỷ đồng. Quá trình khám xét, lực lượng công an phát hiện Phan Nguyễn Phước Duy còn có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nhóm đối tượng trên theo quy định của pháp luật. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An vừa khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Lê Thanh Nhất Nguyên, sinh năm 1991, trú tại huyện Đức Hòa, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vào ngày 2 tháng 7, Cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại nơi tự xưng Tịnh Thất Bồng Lai, nay đổi tên thành Thiềm Am bên bờ vũ trụ. Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo của các bị hại về những người sinh sống tại hộ của bà Cao Thị Cúc, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, đã có hành vi giả chùa, giả sư, giả trẻ mồ côi để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, qua hai cấp xét xử sơ thẩm và phúc thẩm, tòa án đã tuyên phạt Lê Thanh Nhất Nguyên 4 năm tù về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Và hiện vụ việc đang được cơ quan an ninh điều tra tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Liên tiếp thực hiện nhiều vụ cướp giật dây chuyền, đối tượng Trần Hữu Phúc, sinh năm 1999, ngụ ở xã Hòa Bình, huyện Trà Ôn, vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long tạm giữ hình sự về hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, vào sáng ngày 4 tháng 7, Trần Hữu Phúc chạy xe mô tô đến nhà của bà Trần Thị Ân, ngụ ở xã Nhân Bình, huyện Trà Ôn, giả vờ xin nước uống rồi giật sợi dây chuyền vàng 18K có trọng lượng khoảng 5 chỉ của bà Ân, sau đó lên xe tẩu thoát. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã tiến hành kiểm tra bắt giữ đối tượng cùng với phương tiện gây án. Tại cơ quan công an, Phúc đã thừa nhận hành vi cướp giật dây chuyền của bà Ân. Ngoài ra, Phúc còn khai nhận trước đó đã thực hiện chót lọt hai vụ cướp giật dây chuyền trên địa bàn huyện Trà Ôn. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Sóc Trăng cho biết vừa khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Võ Thanh Nhàn, sinh năm 1958, cựu chủ tịch UBND thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, về hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Cụ thể, ông Nhàn giao 30 lô đất theo hình thức đấu thầu rộng rãi chưa đúng đối tượng, không có danh sách phê duyệt cấp đất tái định cư, giao 50 lô đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.
Bên cạnh đó, giao đất cho doanh nghiệp tư nhân xây dựng nhà ở để bán cho người dân tại 20 thửa đất nhưng không lập dự án đầu tư xây dựng và chưa ký kết hợp đồng. Thanh tra tỉnh Sóc Trăng xác định để xảy ra các hạn chế và vi phạm nêu trên, trách nhiệm chung thuộc về tập thể lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Sóc Trăng nhiệm kỳ 2010-2015. Trong đó, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Sóc Trăng nhiệm kỳ này là người chịu trách nhiệm chính và có dấu hiệu tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Công an tỉnh Điện Biên vừa phá thành công chuyên án bắt giữ hai đối tượng thu 3 bánh heroin cùng nhiều vật chứng có liên quan. Cụ thể, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 7 tháng 7, tại khu vực xã Nậm Vì, huyện Mường Nhé, lực lượng công an đã phá thành công chuyên án và bắt quả tang hai đối tượng là Vừ A Tỉnh, sinh năm 1977, Lầu Thị Sung, sinh năm 1976, cùng trú tại bản Hủy Cấu, xã Nậm Vì, huyện Mường Nhé về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Vật chứng thu giữ là 3 bánh heroin, 2 điện thoại di động và nhiều tài liệu có liên quan. Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật. Một điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền qua mạng Internet liên quan đến 16 đối tượng vừa bị Công an huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu đấu tranh triệt xóa. Qua công tác nắm tình hình, Cảnh sát hình sự Công an huyện Đông Hải đã phát hiện bắt quả tang 16 đối tượng tham gia đánh bạc dưới hình thức đá gà thắng thua bằng tiền qua mạng Internet tại một căn nhà trên địa bàn ấp Doanh Điền, xã Điền Hải, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu. Tại hiện trường, lực lượng công an đã tạm giữ 15 điện thoại di động, số tiền gần 9 triệu đồng cùng một số tang vật có liên quan. $150 tỷ là số tiền giao dịch cá độ của các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet mùa Euro 2024 xảy ra trên địa bàn tỉnh Nam Định mà Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nam Định phối hợp với Cục Kỹ thuật Nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá thành công vào ngày 3 tháng 7 vừa qua. Qua điều tra, xác minh các đối tượng trong đường dây này, cơ quan công an còn phát hiện triệt phá thêm 3 đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet xảy ra tại thành phố Hà Nội và tỉnh Tuyên Quang. Cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá tại tỉnh Nam Định là Trần Văn Vinh và Đỗ Trung Quân cùng chú tại huyện Giao Thủy. Vinh và Quân mua tài khoản cá độ bóng đá rồi chia cắt làm nhiều tài khoản đánh bạc lẻ cho các đối tượng thường trú trong và ngoài tỉnh Nam Định tham gia cá độ các trận bóng đá mùa Euro. Tính từ ngày 14 tháng 6 đến khi bị bắt, tổng số tiền giao dịch cá độ bóng đá của các đối tượng là 150 tỷ đồng. Tôi có lấy trang của người anh xã hội ở trên Hà Nội tương ứng với 100 triệu 10.000 điểm. Xong khi tôi về thì tôi có chia cho 500 điểm một khách và một khách là cũng 300 điểm. Còn lại thì cái member đấy thì tôi dùng có 1.000 để tôi chơi. Bọn tôi làm việc với khách xong, bọn tôi giao trang khách, giao trang cho khách xong thì lợi nhuận thắng thua thì theo thứ hai đầu tuần rồi. Tượng là thứ nhất là người quen, thứ hai là người có tiền nữa. Thì là có kinh tế thì bọn tôi sẽ giao trang thôi. Qua điều tra xác minh các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá tại tỉnh Nam Định, Phòng Cảnh sát Hình sự đã phát hiện triệt phá thêm 3 đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng Internet tại thành phố Hà Nội và tỉnh Tuyên Quang, tạm giữ hình sự 1 đối tượng trú tại tỉnh Tuyên Quang, 3 đối tượng trú tại thành phố Hà Nội. Phòng Hình sự là đơn vị chủ công đã tham mưu Giám đốc Công an tỉnh xây dựng kế hoạch để chỉ đạo các phòng nghiệp vụ cũng như các đơn vị chức năng và công an các huyện, thành phố tập trung phòng ngừa cũng như ngăn chặn và sàng lọc đấu tranh các cái đối tượng có cái những cái biểu hiện là tổ chức đánh bạc cũng như đánh bạc trên không gian mạng trong cái thời gian diễn ra giải bóng đá năm 2024. Kết quả triệt phá 4 đường dây cá độ bóng đá này đã gây được tiếng vang lớn trong dư luận, được quần chúng nhân dân tỉnh Nam Định rất phấn khởi và đồng tình ủng hộ, đồng thời đã răn đe lớn đối với các đối tượng hình sự đánh bạc trên địa bàn. Thì khuyến cáo người dân không nên tham gia vào những cái trò chơi đỏ đen trên mạng. Vì tham gia đánh bạc nó là một hình thức tệ nạn xã hội, thì sẽ dẫn đến những kiểu cái hệ lụy tiền của sẽ ra đi và gia đình sẽ gây ra cái mâu thuẫn gia đình, sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình.
và bản thân những người chơi mất tiền và có thể sẽ rơi vào là vi phạm pháp luật và rơi vào con đường tù tội. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nam Định đang tiếp tục phối hợp điều tra mở rộng 4 đường dây cá độ bóng đá này, làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan. Nếu phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến cá độ bóng đá, người dân hãy báo tin đến cơ quan công an nơi gần nhất để có biện pháp xử lý kịp thời. Sau 3 ngày xét xử sơ thẩm vụ án in phát hành mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế, vào chiều tối ngày 8 tháng 7, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã tuyên án đối với bị cáo Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang, chủ mưu và 38 đồng phạm. Theo đó, về tội in phát hành mua bán trái phép hóa đơn, Viện Kiểm sát đề nghị mức án đối với bị cáo Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang từ 4 năm 6 tháng tù đến 5 năm tù. Hoàng Ngọc Phượng Trân, em gái Mỹ Trang từ 4 năm đến 4 năm 6 tháng tù và Ngô Thị Bích Thủy từ 4 năm đến 4 năm 6 tháng tù. Đối với các đồng phạm liên quan trong việc thực hiện hành vi phạm tội trong vụ án, nhóm bị truy tố về cả hai tội mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế bị đề nghị từ 4 năm đến 8 năm tù. Đối với nhóm bị truy tố về tội mua bán trái phép hóa đơn bị đề nghị từ 1 năm đến 4 năm 6 tháng tù. Đối với nhóm bị truy tố về tội trốn thuế bị đề nghị từ 9 tháng tù treo đến 4 năm tù. Đồng thời đề nghị phạt bổ sung một số bị cáo từ 50 đến 100 triệu đồng. Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng cáo trạng truy tố các bị cáo đúng người đúng tội, Mỹ Trang đóng vai trò cầm đầu, Trân và Thủy có vai trò đồng phạm giúp sức. Quá trình khai báo tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn, có nhiều tình tiết giảm nhẹ như nhân thân tốt, bệnh tật, mẹ đơn thân. Thưa quý vị, thời gian gần đây, hoạt động xuất nhập cảnh trái phép qua các tuyến biên giới trên địa bàn tỉnh Sơn La vẫn còn tiềm ẩn phức tạp. Các đối tượng thường lợi dụng đặc điểm địa hình nhiều đường mòn lối mở, đồi núi cao để vượt biên trái phép. Và trước tình hình đó, lực lượng công an xã đã phối hợp với trạm kiểm soát biên phòng Keo Muông, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu triển khai rất nhiều biện pháp nghiệp vụ, kiểm soát chặt chẽ biên giới, không để bị động bất ngờ trong công tác quản lý bảo vệ biên giới, phòng chống hoạt động xuất nhập cảnh trái phép. Buổi làm việc giữa lực lượng công an xã với trạm kiểm soát biên phòng Keo Muông, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu. Hai bên tiến hành trao đổi thông tin, nắm tình hình, kịp thời xác minh, điều tra, xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp có hành vi xuất nhập cảnh trái phép, tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép. Làm rõ các phương thức thủ đoạn của tội phạm tổ chức đưa người xuất nhập cảnh trái phép và những nguy cơ hậu quả của loại tội phạm này nhằm hạn chế tối đa tình trạng vi phạm pháp luật, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn. Xã Phiêng Khoài là xã vùng cao biên giới, có nhiều đường mòn lối mở thì để đấu tranh với các loại tội phạm liên quan đến xuất nhập cảnh, đặc biệt là xuất nhập cảnh thì chúng tôi cũng, thứ nhất là làm công tác tuyên truyền cho bà con trên tuyến biên giới để bà con nhận thức được cái việc xuất nhập cảnh trái phép. Từ đó thì chúng tôi đã phối hợp với lực lượng biên phòng để tuần tra kiểm soát thường xuyên trên tuyến biên giới với các đường mòn lối mở trên tuyến biên giới. Để đấu tranh có hiệu quả với hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, lực lượng công an xã đã chủ động xây dựng kế hoạch, các biện pháp nghiệp vụ, thường xuyên phối hợp với lực lượng biên phòng, duy trì các tổ công tác chốt chặn cố định và lưu động trên biên giới, tăng cường tuần tra kiểm soát chặt chẽ, nắm chắc tình hình địa bàn, ngăn chặn triệt để mọi hành vi xuất nhập cảnh trái phép. Cùng với đó, công an xã Phiêng Khoài thường xuyên phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, không tham gia tiếp tay cho hoạt động xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới, tích cực tham gia tố giác tội phạm. Từ đầu năm đến nay, công an huyện Yên Châu và lực lượng biên phòng đã tổ chức tuần tra kiểm soát hơn 36 lượt trên tuyến biên giới với hơn 350 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, tổ chức 12 buổi tuyên truyền với gần 400 lượt người tham gia, phát hiện xử lý 5 vụ, 5 đối tượng có hành vi xuất nhập cảnh trái phép. Với trạm kiểm soát biên phòng Keo Muông thì hiện nay theo chỉ đạo của trên là không giải quyết xuất nhập cảnh tại khu vực trạm do phía bạn chưa có dấu để đóng khớp hành trình. Còn từ những khó khăn trên thì vướng mắc trên thì mới xảy ra những vấn đề như là công dân hai bên biên giới do nhu cầu thăm thân đi lại thì sẽ lợi dụng vào đường mòn lối tắt để xuất nhập cảnh trái phép. Thì xuất phát từ những vấn đề trên thì trạm kiểm soát biên phòng Keo Muông đã làm tốt công tác phối hợp với công an xã Phiêng Khoài, kịp thời trao đổi tin tức tình hình, tổ chức tuần tra mật phục, đặc biệt là vào những thời gian trọng điểm trong ngày như buổi trưa, buổi tối và vào đêm khuya. Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới, bên cạnh sự vào cuộc đồng bộ của các lực lượng chức năng, người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động cung cấp tin báo tố giác tội phạm hoặc các hoạt động nghi vấn xuất nhập cảnh trái phép trong cộng đồng, chủ động ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật,
qua đó góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Vừa xảy ra một vụ tai nạn chết người trên quốc lộ 14 đoạn qua thôn 2, xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, giữa xe ô tô bán tải và người đi bộ, khiến một người tử vong tại chỗ. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 1 giờ 30 phút sáng ngày 7 tháng 7, Vũ Thị Sử, chú ở tỉnh Đắk Nông, điều khiển xe ô tô bán tải biển số 48C08687 lưu thông trên quốc lộ 14 hướng từ huyện Bù Đăng đi tỉnh Đắk Nông. Khi đi đến thôn 2, xã Đoàn Kết đã bất ngờ đâm vào anh Lê Văn Hải, chú tỉnh Gia Lai, đang đi bộ từ bên trái xe bán tải qua đường khiến anh Hải tử vong tại chỗ. Lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn. Thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết từ 15 giờ chiều ngày hôm qua, 5 tổ công tác đặc biệt mới sẽ bắt đầu triển khai lực lượng xử lý vi phạm giao thông. Việc triển khai 5 tổ công tác kiểm tra xử lý quyết liệt các hành vi vi phạm tại các nút giao trọng điểm bước đầu tạo được yếu tố đột xuất bất ngờ, có tính trấn áp cao đối với các đối tượng vi phạm, đặc biệt đối với số thanh niên ngổ ngáo, ngang nhiên vi phạm trong khung giờ cao điểm sáng hoặc chiều. Các tổ công tác của Công an cấp quận và đơn vị địa bàn thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội được triển khai tương đối đồng bộ chặt chẽ, phối hợp với 5 tổ công tác đặc biệt khép kín địa bàn theo đúng kế hoạch đã đề ra. Tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông và hạn chế thấp nhất các vụ tai nạn giao thông do thanh thiếu niên và học sinh gây ra trong dịp nghỉ hè. Cùng với tập trung tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm, Công an huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đang phối hợp chặt chẽ với ban lãnh đạo các thôn, khu phố, tăng cường quản lý giáo dục và nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông của thanh thiếu niên, phụ huynh ngay tại cộng đồng. Tại các tuyến địa bàn trọng điểm, công tác tuần tra kiểm soát, phòng ngừa tai nạn giao thông liên quan đến thanh thiếu niên, học sinh tiếp tục được Công an huyện Vân Đồn duy trì quyết liệt. Từ đầu kỳ nghỉ hè đến nay, hàng chục trường hợp thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông đã được ngăn chặn xử lý ngay tại các tuyến đường trong khu dân cư. Bên cạnh cái công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo giao thông theo kế hoạch hàng ngày thì chúng tôi đã phối hợp với lại công an các xã, thị trấn để tiến hành tuần tra kiểm soát tại các đường liên thôn liên xã. Khi mà phát hiện các cháu mà có cái biểu hiện độ bô hoặc là tụ tập thì chúng tôi sẽ tiến hành xác minh để xử lý. Qua tổng kiểm tra rà soát, hiện nay Công an huyện Vân Đồn đã lập danh sách gần 1.000 trường hợp học sinh đăng ký sử dụng mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp điện tham gia giao thông trên địa bàn. Thông qua kiểm tra, xử lý vi phạm, các thanh thiếu niên có biểu hiện càn quấy, vi phạm trật tự an toàn giao thông nhiều lần cũng đã được đội cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện lập danh sách, phối hợp với công an các xã, thị trấn thông báo về tận khu dân cư để có sự phối hợp giám sát, giáo dục của cộng đồng. Bên công an xã cũng đã thông tin về thôn là có một số cháu đấy là cũng có các cái biểu hiện là trong quá trình tham gia giao thông đấy là đã có cái vi phạm. Thì đối với tiểu ban hoạt động hè chúng tôi ấy, ở thôn thì đã phân công rất cụ thể là cái việc tuyên truyền bố mẹ này, tuyên truyền đến các cháu này. Một số các cháu học sinh thanh thiếu niên và cá biệt đấy thì cái này là chúng tôi cũng đặc biệt là quan tâm và cũng rất là sát sao, phối hợp với lại thôn bản khu phố để cùng các bác ấy là thường xuyên là nắm bắt quản lý khi có những biểu hiện vi phạm về trật tự an toàn giao thông là chúng tôi sẽ tiến hành để xử lý cũng như là răn đe. Cùng với xử lý thanh thiếu niên, học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông, từ 15 tháng 4 đến nay, Công an huyện Vân Đồn cũng đã xử lý hơn 30 trường hợp giao xe cho thanh thiếu niên khi chưa đủ tuổi, đủ điều kiện tham gia giao thông.